quá trời mấy chị rồi. Nay mấy bà kia em đã học dịch nấu chè luôn. Trời đất ơi, tôi cố tình giả chân, giả lơ, giả điếc, giả đuôi, không có thấy cái bình luận như tin nhắn. Mà sơ hở là mấy bà vô, mấy bà nói: ê, đừng có quên cái nồi chè học dịch của tôi nha cô. Cô chôn cũng không chôn được nữa. Rồi, nếu mấy chị đã qua lòng thì em đây cũng không phụ. Rồi, để em ngâm cái mớ đậu xanh với mấy cái nguyên liệu phụ đi kèm trước đã. Đây, chính là cái nguyên liệu mà gây cấn đó mọi người. Trời đất ơi, em đang nghi ngờ. Nghi ngờ là mấy bà sợ mấy con cá nhà em nó đói hả sao? Nó đói, nó ốm hả sao? Trời đất ơi, giờ rầu là nấu xong mà không biết có dám ăn không đó nè mấy chị. Em sợ tanh dữ lắm. Có khi nào mấy bà này, mấy bà đang gạt mình không ta? Đã cái kênh nhắc gió sợ ma mà mấy bà này vũ toàn với cái món độc địa không? Thôi, để đem rửa cái đam mấy chị ơi. Làm ơn cho em hỏi cái món này ở đâu, xuất xứ quê hương bà nào vậy? Thiệt chứ nghe cái tên là thấy cái chữ tanh nó hiện lên trên mặt liền á mấy chị. Mấy chị thấy hai cái trứng vịt này nó khác không? Một cái trứng vỏ màu xanh với một cái trứng vỏ màu trắng. Hồi em còn nhỏ chả máu cam thường dữ lắm. Cái người ta bài mẹ em là kiếm cái trứng xanh như vậy á, về luộc cho em ăn đi là hết chả máu cam. Nghe đâu là trứng cột cuốn gì đó. Em ăn ta nói giết em muốn thành cái trứng vịt luôn á, mà em cũng không hết chả máu cam nữa. Em ngâm có 200g đậu xanh ha. Ngâm nó nở rồi bây giờ em sẽ cho cái phần nước cốt dảo vào. Mấy chị nhìn là biết cốt dảo ha. Cái phần ở dưới với phần ở trên nó khác màu đó. Rồi bây giờ sẽ cho thêm nước, sau đó em sẽ bắt bếp lên và em sẽ nấu nha. Đợi đậu nó chín á thì em sẽ đem đi rửa mấy cái này nha. Rồi đó giờ mấy bà ăn chè học dịch chưa? Em hỏi thiệt, bao nhiêu bà đã ăn rồi? Cảm nhận ra sao? Làm ơn để vô đây giùm em một cái coi. Thiệt chứ làm cái món này mà rung tê tê vậy. Trong bụng là đó hết 89% là cá nó ăn rồi đó nha mấy chị. Cái cọng phổ tai này em cũng rửa sạch rồi em cắt nhỏ ra. Bà nào không thích cắt nhỏ để nguyên cọng cũng được không sao. Đậu xanh nó nở rồi nè mấy chị. Bây giờ theo đúng mà mấy chị chỉ em là mình sẽ đập học dịch vô rồi mới cho đường. Nhưng mà giờ vậy đi, để đảm bảo là cái tụi cá nó không có bị phéo phì quá đà đó mấy chị, thì em sẽ múc ra. Múc ra bớt đi mấy chị ơi, chứ bây giờ cho nguyên cái đầu rồi, nguyên cái đầu này cá ăn thì trời đất ơi, chắc em tiếc đứt ruột. Rồi để em múc một ít ra thử trước nha. Chứ lỡ mà làm nguyên một nồi đó luôn mà nhà không ai dám ăn hết thì mấy con cá nó mặc thiệt. Em sẽ nấu cho nó sôi trở lại rồi em sẽ đập hột vịt vô nha. Nghi ngờ quá. Sôi cỡ này chắc được rồi đó. Bây giờ để em đập hột vịt vô nghe. Em thấy nó hơi đặc cho nên một hồi em có thêm nước nha mấy chị. Trời ơi, hay là một trứng thôi. Cái vỏ hột vịt nó dày quá. Ít nước không ta, thêm nước không? Trứng nữa đây, ba trứng. Trời ơi, nghe dặn là đập vô xong là không có trở liền, để một hồi có trứng nó chín á rồi mình mới trở. Rồi em sẽ cho đường vô với cho mấy cái topping còn lại vào ha. Mỗi cái em cho vào ít ít thôi à, sợ nhiều quá đó mấy chị. Sau cùng khi mà mọi thứ đã chín hết rồi á thì em mới cho nước cốt vào nha. Mẹ ăn chè học dịch không mẹ? Mẹ em bà mới nghe cái tên thôi là bà thôi thôi liền, mấy bà có nghe không? Bây giờ học dịch nó chín rồi, để em múc ra thử nha. Rồi, nhìn cũng hấp dẫn lắm mấy chị, nhìn cũng đẹp mắt lắm chứ bộ. Để em sắn cái học dịch ra cho mấy bà coi nha. Cái học dịch này coi bộ là nấu chè nó dẻo lắm nha các chị. Mấy bà thấy chưa? Rồi, để bây giờ em ăn thử nha mấy chị. Trời đất ơi, nó rung quá mấy bà ơi. Ba mấy nấy năm trong cuộc đời thì chưa từng ăn qua cái món này. Trời ơi, thấy cũng hơi rung rồi đó. Để em thử vòng ngoài trước thì mình từ từ mình lấn vô vòng trong đi, chứ bây giờ mình đâm thẳng vô cái vòng bán kết luôn thì nó lộn chung kết luôn thì nó nguy hiểm quá. Để em ăn cái vòng sơ kết cái đã. Bên ngoài trước nè. À, không nghe tanh. À, ở bên ngoài thì không nghe tanh. Còn nóng nha mấy chị. Không có tanh. Ừ. Mà sơ kết là qua rồi đó. Bán kết mấy chị, bán kết đi. Bán kết là vô tới cái lòng trắng nha. Bán kết là lòng trắng nha. Nó là ở giữa hai cái ranh giới á mấy bà. Là hột vịt, nghe cái mùi hột vịt, nghe cái mùi chè. Nhưng mà không tanh mọi người, không tanh thiệt. Nhưng mà vẫn nghe cái mùi hộp vịt nha. Thì lòng trắng thì nó dai. Rồi, coi như là bán kết em là cũng vô rồi đó. Bây giờ em vô tới chung kết nha.
Bây giờ dùng gas nha mấy chị. Cố lên, cố lên. Không tanh, không tanh nha. Đúng hơi sợ. Béo, lòng đỏ béo. Nó giống như hột vịt luộc kìa đó. Tanh chứ cũng hơi tanh nhẹ mấy chị. Tanh, ý là ăn vô trong là nghe nó có cái mùi hột vịt, cũng kiểu giống như hột vịt luộc á. Tanh đó nhưng mà ăn được, ăn được. Ăn được. Ăn được. Bây giờ bên này phải ăn nóng nha, đúng là phải ăn nóng á. Như cái bà mà ăn ngủ là không vô chung kết được đâu. Cái môi bị lỡ, cái môi hơi đớt bây giờ thông cảm em. Để em vô em biết luôn. Dũng quá. Ăn được. Ăn được mọi người, được. Béo. Mà vẫn nghe cái mùi hộp vịt nha mấy chị. Được. Cũng ổn ổn. Cũng thấy là cũng ổn ổn đó đi. Thế. Nhưng mà cái dư vị trên cái cuốn họng em là nó có cái hậu tanh nha. Cái là cái dư vị nhẹ thôi, không phải là cái mùi tanh sồng nồng nặc của cái trứng đâu. Hay là mình chấp chấp á, mình giống như mấy chị ăn hộp vịt luộc, mấy chị chấp chấp cái này là chị chủ cũng nghe vậy đó. Không ai đây giờ lấy cái chén muối tiêu chanh chấm mẹ cho rồi. Vô nóng nóng mới được mấy chị ơi. Được, ăn được mấy chị. Được. Béo. Rồi lòng trắng thì nó dai dai, giòn giòn đó. Chè thì nó ngọt, nó béo. Ăn được, được. Lần đầu em ăn là em thấy vậy là em cũng khả thi rồi đó. Cũng được, nhưng mà đúng là cái này phải ăn thật nóng nha mấy chị, chứ ăn nguội thì em nghĩ là nó sẽ có cái mùi hơi tanh. Tại vì cái lòng đỏ mà chấp lâu ở trong cuốn họng thì mình cũng sẽ nghe cái mùi hột vịt đó. Cũng được. Thôi, cũng good rồi đó. Khi ba nào chưa ăn thử thì nên thử một lần trong đời cho biết nha. Nên thử. Cái này mà đưa ông anh hai em ăn thế nào ông cũng nói là cái gì chè vậy mẹ. Kinh vậy. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này của em. Hẹn mọi người ở một video khác nha. Bye bye.